Amy, and next to me is Mr. Ricky Huan, VP of Atlantic City Regional Asian Marketing. Xin kính chào quý vị, đại diện cho Caesar Entertainment. Chúng tôi xin chào mừng quý vị đã đến với buổi tiệc tối nay do Caesar Entertainment tổ chức. Chúng tôi là Mimi và kế bên tôi là anh Ricky Huan, VP của Atlantic City Regional Asian Marketing. 大家好。 我叫 Ricky， 代表凯撒集团大祥城的副总裁，又请各位今天来参加我们的晚会，谢谢各位。我们中国人多不多了今天？很多，好，行，OK，谢谢。 We hope you enjoy our dinner tonight provided by Fortune Restaurant. During your dinner, we have an entertainment program provided by all these beautiful and handsome singers. So please enjoy your night. Mời tất cả quý vị dùng tiệc tối nay do nhà hàng Fortune đảm trách. Và trong khi quý vị dùng tiệc thì chúng tôi sẽ có một phần văn nghệ do các anh chị em nghệ sĩ trong vùng gửi đến cho quý vị. 今天晚上除了我们吃饭之外，我们还有一点小小的节目，包括有几位歌手，但是唱越南歌，如果你们有要求的话，要唱中文的话，我可以代替，<笑>好不好？好，OK，那有请大家准备开始啊，老板啊，我们上菜好不好？ 来，大家来喝一杯，开开心心。好，谢谢。 Thank you. Và bây giờ xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho tiếng hát đầu tiên của chương trình. Đó là một người nữ ca sĩ rất là xinh đẹp, dễ thương. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay cho tiếng hát của nữ ca sĩ An Thảo. Ladies and gentlemen, please welcome Miss An Thảo on stage.